nhằm bảo tồn và phát triển dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, thôn Đông Biên, xã Xuân Hải vừa tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Câu lạc bộ dân ca ví dặm gồm có 20 thành viên đều là những người yêu thích âm nhạc, yêu các làn điệu dân ca ví dặm. Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt vào các tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, có nhiệm vụ sưu tầm, biên soạn, viết lời mới và tổ chức tập luyện cho các thành viên và những người yêu dân ca ví dặm trong thôn. Câu lạc bộ dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh thôn Đông Biên được thành lập góp phần đáp ứng nhu cầu giao lưu học hỏi, giữ gìn và phát triển phong trào hát dân ca trong mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời để tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị của các làn điệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Dịp này thôn Đông Biên cũng ra mắt câu lạc bộ dân vũ thể thao của thôn với 25 thành viên tham gia. Đây đều là những chị em có năng khiếu và đam mê bộ môn dân vũ.